Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là Nơi Mơ Hát nhé. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là cứu gót, một chú cá tung phóng lớn quẩy ngang dọc. Thì chúc anh em đó là có một ngày thật là vui vẻ và leo rành thật là thành công. Thì trận đấu này mình sẽ mang đó là cá đi rừng. Đối với thì cá anh em có thể mang đi lén, có thể mang đi rừng. Nhưng mà thực tế thì cá đi rừng đó là sẽ phát huy tối đa đó là nhiều sức mạnh nhất. Thì anh em nào đang xem được clip này thì cũng đừng quên là cho mình đó là một combo nhẹ nhàng nhá. Đăng ký kênh, like, ok, cảm ơn anh em rất chỉ là nhiều luôn. Ở trận đấu này thì ô, Crazy Timing sao vậy? Hình như là Crazy Timing áp cá rồi mới ra. Ô, sao lại di chuyển vậy anh em? Ở giai đoạn cầm tròn thì Crazy cũng đó là không tròn luôn. Ở vị trí đầu tiên pick đó là con mang trừng trì nữa chứ. Anh em thấy thì bây giờ Crazy lại đứng yên chỗ rồi. Và mình nghĩ là Crazy kiểu dạng đó là bận việc gì đó á, cứ bấm nút di chuyển tránh trường hợp áp cá trừ uy tín vậy anh em. Nên là anh em thấy thì đi lung túng, đi một lúc rồi lại dừng, đi một lúc rồi lại dừng. Thì hiện tại bây giờ mịt thế mình thì đang như vậy rồi. Thì nói chung cũng đánh cẩn thận hơn một xíu nhá. Ô, anh em thấy chưa? Cứ đi một đoạn lại dừng, đi một đoạn lại dừng. Thì mình nghĩ cũng vậy á, đôi lúc mình bận thì mình cũng làm vậy anh em ạ. Tránh trường hợp là đứng yên một chỗ áp cái. Anh em thấy chưa, đứng yên một chỗ pha này thì mình sẽ lên đó là hỗ trợ này. Con giới thì đã thuộc về đó là tém địch rồi, nhưng pha này thì mình sẽ lại hỗ trợ. Tay đài đáo được sử dụng đến từ vị trí của Elrond tém địch, nhưng mà Elrond tém địch chưa lên chiêu cuối nên là mình chưa ngán lắm. Quạt luôn, cân hai luôn này. Chạy đâu bạn ơi, lượt chiêu 1 lên, lên bảng điểm số. Chạy được không, chạy được không? Ồ, sử dụng chiêu cuối để bỏ chạy rồi. Tiếc thế, pha đó mà có Crazy lên nữa là ngon ấy, lùng ngáy đó là hai màng thấm phức rồi. Crazy tém mình thì bây giờ lại di chuyển đó là về đường giữa rồi. Hy vọng là bây giờ thì có lẽ là hết bận rồi anh em ơi. Mình luôn phân tích cho anh em rằng mục tiêu đầu tiên khi anh em có lợi thế là lấy trụ. Mà lấy trụ không được thì anh em chuyển sang ăn những mục tiêu lớn, ví dụ như rồng, tà thân và giới. Và bây giờ thì mình sẽ khởi động đó là con tà thân xế giá này. Ăn thì giúp đó tạo lợi thế cho bản thân và tạo lợi thế cho toàn đội nữa. 1-3 rồi, trận đấu này thì đường rồng tém mình thì cũng đó là thua thiệt so với tém địch nữa. Crazy ôm xíu bạn ơi. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi xong rồi, pha này thì bị ba người của tém địch chơi luôn rồi. Bởi vì giai đoạn đầu game thì kiểu là không được phám á, nên Crazy sẽ cực kỳ là thọt, nên là ôm xíu phám thì sẽ tốt hơn. Xó dí mọi người. Ok, không sao cả bạn ơi, bây giờ vào là được rồi. Nói chung đôi lúc thì công việc thì ai cũng bận một xíu, đừng có bận lâu nhiều quá áp cái. Còn về ví dụ bận đối xíu mà đầu game thế này thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Anh em nên cũng vui vẻ anh em ơi, đúng không? Tốt nhất là không bận gì thì chơi game thì sẽ tốt hơn. Nhưng đôi lúc đó là có những việc đột xuất, mình bận đó là 30 giây 1 phút gì đó. Nên là anh em cũng cố gắng đấy. Pha này thì quạt luôn này, bật chiêu cuối miền hữu khống chế này, cấn hai là gì này. Bò à, làm món đó là thịt bò gạc bếp này, chạy đâu bò ơi. Này thì bò này, đắp ở cứu dành cho mình này, đạp xuống thì chắc có lẽ. Đó là mình sẽ sử dụng, đó là chiêu 1 để lượt luôn thôi. Nói chung đối với những vị tướng dạng như cứu gót này, anh em thấy mình chơi cứu gót lử bộ, dép fit này, rồi dạng Elrond chẳng hạn á. Mình cực kỳ là hổ báo luôn. Ở trận đấu này thì mình lên theo thiên hướng đó là phun đám chỉ mang dành cho là cứu gót nữa. Quạt cho nó phế, quạt cho nó đà nhá. Thì hiện tại thì mịt tém mình đó là di chuyển vào rồi, nên là chắc có lẽ trận đấu thì sẽ dễ đánh hơn so với trước đó là thiếu người. Bây giờ thì nhận thấy đó là Elrond có tém địch này, pha này núp đây liệu có bắt được hay không. Nhưng mà Elrond tém địch tỉnh quá, nên là thôi chắc là lùi lại đó là phám bua của mình thôi. Đối với bộ chiêu thức của vị tướng đó là cứu gót, thì chiêu thứ nhất thì anh em lượt trúng mục tiêu thì giúp anh em thứ nhất gây sát thương, làm chậm tốc chạy đó là 30% của tướng địch.
kèm theo đó thì giúp anh em giảm thời gian hồi chiếu, đó là 4 giây khi anh em đâm trúng mục tiêu nhá. Vì thế chiều 1 khi anh em lao vào thì cố gắng là lao vào trúng mục tiêu để anh em hồi chiếu một cách đó là nhanh nhất. Còn chiều thứ hai anh em kích hoạt thì giúp thứ nhất đó là giúp anh em đó là gây sát thương trên diện rộng. Kèm theo đó thì khả năng hồi phục của anh em sẽ cực kỳ là tốt. Càng quạt thì lượng hồi phục của cứu gót quá là tốt nha. Vì thế chiêu 2 anh em phải bật một cách đó là hợp lý. Và nội tài của nó thì đòn đánh thứ 3 thì giúp có khả năng đó là cường hóa nữa. Còn chiêu cuối thì khi anh em kích hoạt thì giúp đó là miễn mọi hiệu ứng khống chế, kèm theo đó thì tăng tốc chạy cho bản thân. Chiêu này và chiêu 2 kết hợp thì cực kỳ là quan trọng luôn. Bởi vì chiêu cuối giúp anh em miễn hiệu khống chế, chiêu 2 giúp anh em có khả năng hồi phục tốt. Và này thì chắc chắn Natalia tem địch lên bảng điểm số rồi này. Mình mà cầm cứu gót thì dạng như Natalia, Guido, Grac, những vị tướng khống chế bình thường thì thực sự quạt cực kỳ là thích luôn. Với cứu gót thì thực sự nó có rất chỉ là nhiều điểm mạnh, nhưng mà tất nhiên thì nó cũng có khá là nhiều điểm yếu. Điểm mạnh của cứu gót đó là khả năng hồi phục tốt, gần như đó là anh em đi farm thì không cần là biến về nhiều. Thứ hai nữa, lượng sát thương của nó rất chỉ là tốt và khắc chế những vị tướng thuộc dạng đó là khống chế. Ví dụ như Grac này, Guido này, hoặc Natalia này, hoặc Điếu Thuyền chẳng hạn á. Và lượng sát thương của nó thì cũng cực kỳ là cao khi anh em lên theo build đồ đó là full đam. Nhưng mà điểm yếu của nó đó là thứ nhất đó là full đam thì anh em máu giấy này. Thứ hai nữa đó là khắc chế bởi những cái đao trúi hôn hoặc là sạch trúi hôn. Trận đấu này thì chắc chắn món đồ đầu tiên Natalia tem địch lên đó là cái sạch trúi hôn để có thể là giảm khả năng hồi phục của mình thôi. Nói chung solo với đó là eo rôn thì mình không hề sợ rồi. Chơi ông thịt thì cần luôn này, bật chiêu cuối lên luôn này, lên bảng điểm số này, thịt thì quạt luôn đó là anh chàng bò tô rố này, làm món đó là thịt bò gạc bếp anh em ơi. Lượt chiêu 1 trúng mục tiêu thì giảm thời gian hồi chiếu, quạt tiếp đáng con hay quả cầu băng sướng. Và đây quả cầu băng sướng rút ra một cách đó là an toàn, dễ dàng và nhẹ nhàng. Natalia quạt, hai quạt lên bảng điểm số. Đông thế, 5 người luôn anh em ơi. Chịu rồi, 5 người thì pha đỏ mình bị đó là pain của tém địch sốc đám á. Bởi vì pain thì chất tưởng đám cũng cực kỳ là to luôn. Chứ pha đỏ mà co quấy xíu nữa là có khí là pain mà không sốc được đám là mình quay trở lại là hồi phục bằng chiêu 2 tốt nữa là ngon á. Nhưng mà thôi, vậy là đủ rồi, ăn 3 màng vậy là đủ rồi. Trận đấu thì cũng là thế hoa hoàn và khá là ngang nhau thôi. Về lượng màng hạ gục thì 11-11. Về lượng trù thì hai bên nói chung cũng không tránh chắc là quá là nhiều. Với cứu gót thì thời điểm mạnh nhất là tầm phút thứ 7 đến phút thứ 12. Đó là thời điểm mà đó là vị tướng này cực kỳ là khỏe luôn. Pha này thì chắc có lẽ bật chiêu cuối để mình hiểu khống chế này. Quạt này lên bảng điểm số 1 em này. Bắt luôn anh chàng bò nhá. Bật chiêu 2 lên, lượt chiêu 1 trúng này. Quạt tiếp. Bo sử dụng cái đài địa chấn khá là hay đến từ vị trí của bo nha. Vẫn thoát được kia. Một lớp giáp ảo thì đã phá đỏ thì đã cứu được bo. Hơn nữa thì phá đỏ mình công nhận là bo hay á. Một phá lượt bên kia và cuối cùng thì né đám luôn. Về phần trang bị dành cho đó là cứu gót á, thì mình sẽ lên full đám đó là đầu tiên kiếm trúi hôn, tiếp đến thì dây du mục tăng tốc đánh, tiếp đến thì món đồ chỉ mang đó là thành kiếm, sau đó thì món đồ chỉ mang tốc đánh đó là sống đáo bảo táp. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó cái nánh thì đối phương dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm 30% đám. Và cuối cùng đó là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Với build này thì gần như là lượng sát thương của cứu gót đó là tung giá sẽ gần như là tối ưu nhất rồi. Phải gọi là quạt phạt nào thì thẩm phạt đó luôn á. Pha này bắt luôn này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số. Đối với cứu gót thì thực sự để bắt được hai gia tế là một này, rồi để bắt được là leo xuống là hai này cũng khá là khó. Bởi vì khả năng cơ động của cứu gót thì không phải là nhiều. Pha này pến sốc đám phạt, đó là xa thủ té mình lên bảng điểm số luôn. Nhưng mình sẽ trả thù anh em. Tầm này thì nói chung là dạng như pến này, dạng như đó là éo xú này, dạng như đó là Natalia thì bá quạt nhẹ nhàng thôi. Với cách chơi của vị tướng cứu gót thì khá là dễ, đó là anh em lượt chiêu 1
đó là làm sao trúng mục tiêu hoặc là tiếp cận mục tiêu để có thể làm chậm đối phương. Tiếp theo thì anh em bật chiêu hái để có thể, đó là gây sát thương này, quạt gây sát thương, kèm theo đó thì có khả năng hồi phục tốt. Và chiêu cuối thì anh em có thể là dùng để miễn hữu khống chế. Cách combo thì nói chung khá là dễ thôi, cách chơi thì khá là dễ, nhưng mà quan trọng nhất là anh em lao vào thời điểm nào và bật chiếu một cách hợp lý, đó là hai điều quan trọng nhất đối với cứu gót. Pha này thì có một pha giáo tránh này, bật chiêu cuối luôn này, chơi luôn anh em ơi. Bò lên bảng điểm số 11 rồi. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má tính nhá. Với má tính thì giúp combo của đó là cứu gót sẽ nuột nè, đó là khi kích hoạt chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiếu còn lại, qua đó thì hồi chiếu sẽ tốt hơn, quạt sẽ đả hơn. Pain thì chất tướng cũng cỡ đồng nên là mình cũng không mặn mà đuổi theo, nên là mình sẽ cướp bua của nó nhá. Đấy này, anh em xem mình bắt Natalia này. Natalia thì khá là dễ thôi, mình mà đang còn chiêu cuối thì tạm biệt Natalia này. Giáo sư thì nó cỡ đồng hơn, hơn nửa pha đó thì nó nhảy vào tâm trù rồi. Ồ, Pain tem đi ghê ghê. Vẫn thấy sai đó là của... À đấy, tem mình như đất bay thì pha đó không bắt được. Và mình tiễn Pain lên bảng điểm số rồi. Về phần bảng ngọc dành cho là cứu gót thì mình khuyến khích anh em lên bảng ngọc cho mình như sau. Ngọc đỏ anh em lên cho mình, đó là tỷ lệ chỉ mạng và xả thương chỉ mạng 5 viên. 5 viên còn lại thì tốc đánh tỷ lệ chỉ mạng. Ngọc tím thì tốc đánh tốc chạy. Và ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Bảng ngọc này thì kết hợp thêm với đó là bộ trang bị này thì lượng đám của anh em quá là tốt luôn. Với cứu gót thì những trận đấu anh em không nên nhảy nhá, bởi vì nhảy thì giai đoạn cuối game chưa biết thế nào. Bởi vì cứu gót ở giai đoạn cuối game thì lượng sát thương của tem địch sẽ lớn hơn cái sự hồi phục của cứu gót. Nên là việc ở giai đoạn cuối game thì anh em phải cẩn thận, đặc biệt gặp những vị tướng xa thủ dạng như kỳ thí á, dạng như hai gia tế chẳng hạn á, hoặc là những vị tướng bay nhảy tốt thì rất chi là khó để chơi. Trận đấu này thì rồi, pha này mình sẽ bắt Natalia luôn ấy, bắt chiêu cuối thì mình được khủng chế. Ôi, quạt được hai người luôn. Giáo sư của tem đi, anh em thấy thì mình chỉ cần quạt ba quạt thôi. Trong combat tổng thì nhiều khi đó là kêu gót chơi đó là càng đống càng vui. Pha này thì mình đang còn này giáp hồ mình em á, pha này vẫn chưa đủ vàng mua cái liềm đoạt mình, đang còn khoảng 300 vàng nữa. Rồi pha này thì chắc có lệ đó là gần đủ rồi. Thì pha này thì chắc có lẽ là phải tấn công luôn anh em ơi. Hiện tại thì giáo rôn của tem đích đã là bắt chiêu cuối ra rồi. Mà vừa mới ra phát thì bốc hơi. Ồ thôi xong rồi. Pha này hơi xui anh em ơi. Chỉ còn khoảng 1-2 giây gì nữa lên được cái liềm đặt mình là pha đó mình sống á. Nhưng mà không sao cả, và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc thôi. Ồ, win được hay không? Win được hay không? Sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí của tá chí. Pha này thì chắc có lẽ win được anh em ơi. Vẫn đáng con là xà thủ trên bản đồ. Và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình. Đó là một like, một đăng ký kênh nha. Bye bye.